Khói hương lan tỏa khắp mười phương, nguyện kết đài sen để cúng dường. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng giảm lòng con thật tỏ tường. Thì theo chương trình, sau khi Đại Đức Sám Chủ cùng toàn thể đạo tràng dân hương đảnh lễ Tam Bảo, chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài bước vào buổi lễ triều thịnh chân linh và thuyết linh thần kính cung thịnh trên chư tôn đức. Xin từ khử lại đô thì mộng tóc pháo trần thế thường điên đài hương bạch di đa từ phù phòng quán tiếp dần nghe chân linh thích nữ bảo thần yếm vũ Phật tiền quý thuyết đích nê đà mô tiếm dân nê đà cho đến
các vị trong thế quyến để tiễn đưa chân linh của cố Sa Di Ni Thích Nữ Bảo Thuận về đài hòa táng. Kính bạch chư tôn đức, chúng con gọi là người để chia sẻ, chia buồn, phân ưu đối với ni sư trụ trì và ni chúng tại chùa Hoa Nghiêm, và đặc biệt gửi lời chia buồn đối với những vị trong thế quyến của chân linh. Các vị ni chúng đã mất đi một người bạn đồng tu, ni sư trụ trì đã mất đi một người đệ tử và cũng là thân mẫu của mình, và quý vị thế quyến đã mất đi một người mẹ, một người bà, một người cố. Xin được gửi lời phân ưu đến tất cả quý liệt vị. Thì thưa quý vị, thưa với chân linh Sa Di Ni Thích Nữ Bảo Thuận, hôm nay giữa một cái không khí trang nghiêm như vậy, một cái đạo tràng thanh tịnh, có một sức mạnh rất là lớn lao của chư tôn đức tăng ni hàng tăng bảo nhị bộ, và trong suốt mấy ngày qua, từ ngày chân linh trút cái hơi thở cuối cùng, tất cả mọi người, chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni, là những người pháp lữ, những người ân sư, là những người bạn đồng tu đồng học của ni chúng tại chùa Hoa Nghiêm đã trở về đây, đặc biệt là những người bạn đồng tu đồng học, những người pháp lữ ở trong tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc đồng về đây để đốt nén tâm hương cầu nguyện cho chân linh được cao đăng Phật quốc. Và chư tôn đức tăng trong ban kinh sư đã dùng mọi cái năng lượng an lành của mình để cầu nguyện cho chân linh được cao đăng Phật quốc, và nói như vậy để cho chân linh Sa Di Ni Thích Nữ Bảo Thuận biết trân quý hiện nay chân linh đang được nương tựa vào những cái điểm tựa thật vững chắc. Có một nhà bác học từng nói: hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng nổi trái đất. Và ngày hôm nay, trong suốt những ngày qua, và kể cả trong những ngày đau bệnh về thân tứ đại, chân linh đã được nương vào điểm tựa của ni chúng tại chùa Hoa Nghiêm, nương vào điểm tựa sức mạnh cầu nguyện của chư tôn thiền đức tăng, nương vào điểm tựa của tất cả đạo tràng Phật tử cùng những người vị trong thế quyến đã dùng hết cái tâm, cái lực để hướng vọng về hương linh với mục đích cầu nguyện cho chân linh được trượng thừa công đức cao đăng Phật quốc. Và như vậy, chân linh ngày hôm nay đã có những cái điểm tựa vững chắc như vậy, thì chúng tôi là những vị tăng ở đây, vị ni ở đây, mong hương linh hãy trân quý điểm tựa này, trân trọng cái điểm tựa này, và lấy đó làm sức mạnh để vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc như lúc sanh tiền chân linh đã phát nguyện. Và ý nguyện đó, chuyện còn lại là sự nỗ lực của chân linh, giống như lúc còn sinh thời chân linh đã phát nguyện như vậy, và trong giờ phút này cũng phải giữ được tâm nguyện như vậy và trân quý sức mạnh này để tạo đà tiến tới con đường sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thưa với các vị trong tăng quyến, thế quyến và pháp quyến, chúng ta ít thấy rằng có một số vị ở thế gian thì chỉ mất đi thì gọi là tan quyến, nhưng người thân mẫu
người bà của các vị ngày hôm nay trút bỏ hơi thở cuối cùng lại có thêm pháp quyến. Và chúng ta không những là thế quyến mà còn cao quý hơn, đó là pháp quyến. Và chúng ta phải biết rằng đây là một công đức lành, một phước báo lớn lao cho tất cả các vị trong thế quyến. Và thậm chí công đức lành được cho tất cả thân bằng quyến thuộc, lục thân quyến thuộc, nội ngoại hai bên của các vị. Bởi vì sao vậy? Cổ đức từng nói: nhất nhân hành đạo, cửu huyền thăng. Ở trong dòng họ của chúng ta, trong dòng tộc của chúng ta, có một người biết xuất gia học đạo thì cửu huyền thất tổ của chúng ta được siêu thăng nương vào công đức lành đó. Nương vào công đức lành đó thì cửu huyền thất tổ của chúng ta được đi lên. Đó là điều các vị cần phải trân quý. Và đặc biệt trong thế quyến của các vị, một niềm tự hào, một niềm vinh hạnh, một sự gọi là trân quý lớn, đó là gia quyến của chúng ta có rất nhiều người xuất gia và đã làm trụ xứ kiến lập đạo tràng chùa Hoa Nghiêm từ lúc sơ khai. Xin thưa các vị, chúng tôi là những người gần gũi ở tại Phật giáo địa phương, và ni sư trụ trì á, là những người chị hay là người em của quý vị, là một vị trong công đức tu hành rất nghiêm mật, công phu nghiêm mật. Và xin thưa các vị, từ những lúc chúng tôi còn đến đây để gửi cái thư của giáo hội, lúc nào cũng nghe tiếng chuông, tiếng mõ. Từ lúc ngôi chùa chỉ là dựng lên mái tôn, mấy thầy trò quay quần bên nhau. Và cái công đức tu hành đó rất là lớn các vị. Và điều đó thành quả để rồi ngày hôm nay có ngôi chùa Hoa Nghiêm trang nghiêm như vậy. Và đặc biệt hàng chục đệ tử, trên 40 vị ni là người đệ tử của ni sư trụ trì. Cái điều đó để chúng ta biết trân quý hơn. Từ chỗ đó chúng ta biết nỗ lực hơn. Chúng ta biết Phật đạo, con đường tu tập. Các vị có một cũng ngoài chân linh ra, các vị còn có một cái nơi để các vị tự nỗ lực tu tập, bỏ việc ác, làm việc lành, luôn luôn hướng tới những điều thiện. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn các vị. Chúng ta có một cái cơ hội hơn những gia đình khác. Và ngày hôm nay đặc biệt trong cái tang lễ của người thân mẫu của các vị, các vị không cần, không có đeo cái vành khăn trắng, mà trên đầu các vị đeo vành khăn vàng, biểu tượng của sự cao quý hơn thế gian. Và điều đó, đó là người thân mẫu của các vị, dẫu cái duyên như thế nào, cuối đời vẫn được xuất gia học đạo. Và Đức Phật nói như thế này: công đức xuất gia rất là lớn. Dẫu người đó có tu tập như thế nào, người đó ở thế gian làm bao nhiêu điều tội lỗi, nhưng biết quay đầu xuất gia dầu chỉ một ngày thì công đức rất là lớn. Tôi xin trích một cái bài kinh Đức Phật nói về công đức xuất gia để tất cả hội chúng ta hiểu được. Một thời Đức Phật ở tại đất nước Tỳ Xá Ly, thì bỗng dưng Ngài nghe ở trong đó có tiếng ca, tiếng hát của những kỹ nữ, tức là những người mua phấn bán son,
với một vị trưởng giả. Người này rất giàu có, tiền vàng, tiền ròng bạc chảy. Nhưng Đức Phật nghe như vậy và Đức Phật liền hỏi Tôn giả A Nan. Đức Phật biết rồi, nhưng mà Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan rằng: ai là người ca sướng đờn ca như vậy? Tôn giả A Nan mới trả lời rằng: đó là trưởng giả Tỳ La Tiên, là một người rất giàu có. Và Đức Phật mới nói như thế này: này A Nan, ta quan sát rằng vị này do công đức phước báo từ nhiều đời nhiều kiếp trước, ngày hôm nay được có đầy đủ phước báo tại thế gian, nhưng mà không biết tu tập, không làm bất cứ một điều thiện nào, và chỉ thọ hưởng cái phước báo của quá khứ. Ta quán xét rằng sau khi trong vòng 7 ngày nữa thì vị trưởng giả Tỳ La Tiên này sẽ chết và đọa vào trong địa ngục thế khóc. Vì sao thế? Vì đó là lẽ thường. Nếu như mà có người mà bỏ mất cái căn lành, chỉ lo hạ hưởng thụ dục lạc, lo tận hưởng những cái gì mà không biết tu tập, không biết làm lành, không biết lánh dữ, thì chết là đọa vào trong địa ngục vì hết phước. Thì A Nan lúc đó mới hỏi: có cách nào khiến cho trưởng giả này 7 ngày không chết hay không? Đức Phật trả lời rằng: không có cách nào hết. Sống chết, con người có sanh là phải có tử. Nhưng vậy thì A Nan lại hỏi: có cách nào để vị trưởng giả Tỳ La Tiên này không bị đọa vào địa ngục thế khóc hay không? Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới trả lời rằng: có. Nếu chẳng những mà có, mà có một cách rất là tuyệt vời, đó là trưởng giả Tỳ La Tiên này phải biết xuất gia tu tập dù chỉ một ngày. Sau đó Tôn giả A Nan khuyến tấn cho vị trưởng giả này biết tu tập, là người xuất gia một ngày, kết cái duyên lành với Tam Bảo, hướng thiện để tránh đọa vào trong địa ngục thế khóc. Cho nên chúng ta thấy công đức xuất gia nó như vậy. Và khi Đức Phật đã thuyết cái bài kinh này xong á, thì Tỳ La Tiên từ chỗ lo hưởng thụ của thế gian mà không biết tạo công đức, thì Tỳ La Tiên đã biết tu tập. Và trong kinh còn ghi lại rằng là trong cái ngày xuất gia cuối đời á, trưởng giả Tỳ La Tiên được Tôn giả A Nan dạy cho tu 10 pháp quán niệm và nhớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Thôi Dứt, niệm Hơi Thở, niệm Thân, niệm Tử, và tu hành những pháp như thế. Và đó là tạo cái duyên lành cho đời sau kết duyên tu tập. Nói như vậy để rồi các vị rằng ở thế gian chúng ta cứ nghĩ rằng xuất gia để được cái gì? Xuất gia công đức lớn lắm các vị. Người xuất gia có công đức lớn lắm, chứ không phải không ai dạy gì mà người ta cạo đầu thì rát da, mà ăn chay thì xót ruột. Đúng không các vị? Đúng không? Không ai dạy gì ở thế gian ta hưởng dục lạc. Trong lúc quý tăng, quý ni là những người xuất gia gác bỏ tất cả những cái thú vui của thế gian, hy sinh tất cả những cái sự đắm luyến của cuộc đời, chỉ vì một công đức, một hạnh nguyện cầu đạo và nguyện để đời sau được tiếp tục tu tập, được chứng đắc được quả vị từ sơ địa cho đến Bồ Tát, như vậy để nguyện độ chúng sanh. Và ngày hôm nay các vị thấy rằng người xuất gia dẫu như thế nào, trong kinh Hiền Ngu Đức Phật có nói như thế này: nếu người nào là con trai hoặc con gái, hoặc là đứa con gái hoặc là đứa con của mình mà cho xuất gia, thì công đức ấy thật là vô biên vô lượng, và phước báo đó dầu có hưởng đến bấy 10 đời ở trên cõi nhân gian cũng như cõi thiên, cũng không bằng công đức của người xuất gia tự mình phát tâm xuất gia.
Đó là chúng ta thấy như vậy. Và Đức Phật không phân biệt bất cứ một lứa tuổi nào, một tầng lớp nào ở trong xã hội. Và người 100 tuổi nếu biết phát tâm xuất gia, nếu biết nỗ lực tu tập, thì quả lành sẽ đến từ một đời cho đến nhiều đời. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và từ chỗ đó chúng ta biết trân quý trong gia quyến của chúng ta có rất nhiều người xuất gia. Đặc biệt người thân mẫu của quý vị lúc cuối đời kết duyên với Tam Bảo, hộ trì cho ngôi chùa Hoa Nghiêm này, đồng hành cùng với Đi Sư trụ trì để tạo công đức lành. Và điều đó chúng ta càng trân quý hơn nữa. Từ chỗ đó tôi mong rằng các vị trong thế quyến, chúng ta phải nhận rõ con đường nào là chánh đạo, con đường nào là khiến chúng ta mê lầm. Chúng ta phải biết ít ra ở thế gian, chúng ta phải biết ăn chay, chúng ta phải biết lo các pháp sự cũng ở trong gia quyến của chúng ta bằng chay tịnh. Sợ gì chúng ta ở đời, thưa các vị, quan niệm, đặc biệt có một số vùng họ cứ nghĩ rằng sống sao thì chết vậy, đúng không các vị? Rồi ở lúc còn sống ăn cái gì, lúc chết mình cũng thấy như vậy. Không phải như vậy các vị. Tại vì sao? Người mất, ông bà tổ tiên mình gọi là hương linh. Hương linh là sao? Là người đó thọ hưởng cái hương, mà đã là cái hương thì phải là cái hương thanh tịnh, tinh khiết. Còn cái hương mà chúng ta đem thịt của chúng sanh, máu thịt của chúng sanh lên để dâng cúng thì nó không còn là thanh tịnh nữa. Cho nên tôi mong rằng các vị là người con, là người cháu, là những người bà con của chơn linh Sa Di Ni Thích Nữ Bảo Thần, hãy nhớ điều đó. Chúng ta phát tâm tu tập, làm công đức lành, tránh những việc ác, tránh sát sanh, và biết lo pháp sự ở trong gia quyến của mình theo đúng truyền thống của đạo Phật. Theo đúng truyền thống của đạo Phật là sự chay và tịnh, đem sự thanh tịnh để mình dâng cúng lên cha, lên mẹ, lên ông bà tổ tiên dòng tộc của mình. Đó là mới là con đường chân chánh của đạo Phật dạy chúng ta. Vì lòng từ bi, vì lòng từ bi, vì tình thương tất cả muôn loài, vì tránh đi quả báo oán thù, một mạng sống chúng ta đoạn đi, dầu đó là loài súc sanh nhưng đó cũng là mạng sống. Và hàng ngày chúng ta thọ hưởng, chúng ta tận hưởng ở trên máu thịt của chúng sanh, thì mai kia chúng ta xin bà xả bỏ thân này, chúng ta lỡ chúng ta có thọ vào cái thân của súc sanh thì máu thịt của chúng ta cũng dành nuôi cho người khác. Đó là quả báo. Và công đức nào lớn hơn chúng ta nên cố gắng, đó là sự tu tập. Chúng ta không đủ duyên được xuất gia giống như thân mẫu của mình, như người như Ni Sư Huệ Bảo, hoặc là có cái chú gì đó cũng là cháu của chân linh, và những người trong thân bằng quyến thuộc. Thì chúng ta ở thế gian, chúng ta có pháp tu của chúng ta, đó là bỏ việc ác, làm việc lành và nghĩ đến chánh đạo. Con đường của đạo Phật dạy cái gì thiện thì mình làm, cái gì mà ác, cái gì xấu thì mình không nên làm. Đó là các vị đã tu tập rồi, chứ không phải các vị phải cạo đầu rồi vô chùa ở rồi tu tập các vị mới là tu. Đó là tôi mong muốn rằng các vị phải giữ được cái truyền thống ở trong gia đạo của mình, là có người xuất gia chúng ta cũng phải noi theo cái con đường tu tập đó bằng cách tu tập ở thế gian. Một lần nữa, có những lời tâm huyết tôi gửi đến các vị. Chúng tôi với cái tình thương chia sẻ, và đặc biệt có cái nhân duyên đối với chân linh Sa Di Ni Thích Nữ Bảo Thuật,
trong những ngày mà nằm ở trên giường bệnh, chúng tôi được có duyên nắm tay và Sajini Thích Nữ Bảo Thuận nắm tôi rất chặt. Và chỗ đó, từ lúc đó và trước đó thì chúng tôi cảm nhận đó là có một cái nhân duyên rất lớn đối với cá nhân tôi. Thì mong rằng đó là những lời tâm huyết, những lời tâm tình, những lời gửi gắm đến các vị trong thế quyến ngày hôm nay, và biết trân quý, biết tu tập những gì mà thân mẫu của mình đã làm, những người trong anh chị của mình đã đi và cháu của mình đã đi, để rồi chúng ta được họ hưởng trọn cái phần công đức đó, trân quý cái công đức xuất gia đó. Xin gửi những lời tâm huyết đó đến với các vị. Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Kính thưa chân linh Sajini Thích Nữ Bảo Thuận, hôm nay chỉ còn một đêm cuối cùng như lúc này. Bản thân thầy đã nói với Hương Linh, nói với chân linh rằng một cái trân quý, một cái sức mạnh của tất cả mọi người đều hướng vọng tâm về để cầu nguyện cho chân linh. Và khi còn sống, còn sinh thời, từ ngày cái ngôi chùa Hoa Nghiêm này được hình thành sơ khai trên mảnh đất rất nhỏ, đã có bóng dáng của chân linh ở tại đây, và là một người đồng hành cùng với ni sư trụ trì và ni chúng tại chùa Hoa Nghiêm. Thưa với lại chân linh, chúng tôi rất cảm động. Cảm động lắm khi mà chân linh gọi ni sư trụ trì bằng hai tiếng sư phụ. Cái điều đó không ai làm được. Thưa với các vị, cũng như chân linh, ở trong cuộc đời của các vị, khi các vị có con, dầu con của các vị lớn cỡ nào thì trong mắt của các vị vẫn là con của các vị. Nhưng ở đây chân linh Sajini Thích Nữ Bảo Thuận có một điều đặc biệt hơn, là gọi người con của mình là một vị sư phụ, tức là người thầy của mình. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Để thấy được rằng các vị trong thế quyến, chúng ta thấy được rằng lòng cung kính Tam Bảo, lòng cung kính Tăng Bảo, tâm nguyện hướng đạo của thân mẫu của mình nó lớn như thế nào. Khi tôi nghe được câu đó, tôi rất xúc động. Và tôi nghĩ rằng, thiết nghĩ rằng cá nhân của tôi ngồi đây cũng như chư Tôn Đức Tăng Ni ở trong văn hoàng, khi chúng tôi bước về nhà, mặc dầu có khi thân mẫu của chúng tôi gọi bằng tiếng thầy, nhưng mà tiếng đó chưa có thật lòng, thưa các vị. Và đặc biệt ở đây chân linh Bảo Thuận là một người đã làm được cái điều mà tôi gọi là không ai làm được. Không ai làm được. Coi một người con của mình, khúc ruột của mình, là một vị thầy của mình, để rồi đồng hành cùng phát triển cái ngôi Tam Bảo, gọi là cái công đức hộ trì Tam Bảo. Phát tâm hộ trì, đồng hành cùng với ni sư để tạo lập ra một cái đạo tràng trang nghiêm như vậy, thì công đức của chân linh rất lớn. Và chư Tôn Thiện Đức, chư Tôn Hòa Thượng ở tại địa phương cũng đã ghi nhận và cảm mến trước cái công đức của chân linh. Đó là bước khởi đầu. Và cảm mến hơn nữa là biết xuất gia học đạo. Tuy chỉ mới thọ trì giới pháp sa di, nhưng đó là một cái thiện duyên mà chúng tôi tin tưởng rằng đời đời kiếp kiếp chân linh sẽ thực hiện được cái hoài bão, cái tâm nguyện, cái nguyện lực xuất gia tu tập, nguyện độ chúng sanh. Và tâm ấy chính là tâm của Bồ Tát, hướng tới con đường Bồ Tát Đạo.
khi còn sinh thời, tuổi đã lớn, xuất gia, nhưng Chân Linh đã thọ được 10 giới của Sa Di Ni. Trong buổi lễ tịch điền cầu siêu, Chư Tôn Đức Hội Đồng Kinh Sư đã kỳ nguyện, có lẽ đã nhắc tường tận đến với Chân Linh. Và trong hôm nay, một đêm cuối cùng này, chúng tôi cũng muốn tâm tình và cũng muốn nhắc lại 10 cái giới của Chân Linh đã phát nguyện thọ trì. Đó là không giết mạng sống, không trộm gian tham trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu bia, không đắm hương hoa anh lạc, không ngồi giường cao lớn và rộng, không ca múa âm nhạc, cũng không cầm giữ vàng bạc đồ quý, cũng không ăn trái giờ. Đó là 10 giới pháp mà Chân Linh đã thọ trì. Đây là một cái nền tảng để đưa Chân Linh đến con đường cao hơn, rộng hơn. Và ngoài ra Chân Linh cũng đã thọ trì những oai nghi của người xuất gia, đó là tôn kính ba ngôi tam bảo, kính trọng bậc sa môn lớn và kính thầy thờ thầy, theo thầy đi ra những nơi ngoài, cũng như cái phép học chúng, nhập chúng, rồi phép ăn uống với mọi người, phép lễ lạy tam bảo, phép học tập kinh điển và nghe pháp, vào chùa như thế nào, đi trên thiền đường. Đó là những cái oai nghi mà Chân Linh đã thọ trì. Làm việc thường ngày, vào nhà tắm, vào nhà vệ sinh, nằm ngủ quanh lò lửa, sống ở trong phòng, dừng chân ở nhà thí chủ, khất thực đi vào xóm làng mua sắm đồ đạc, không được tự ý làm bất cứ gì. Đó là những cái oai nghi của một người Sa Di Ni Chân Linh đã được thọ trì. Ngoài ra, thực tập hằng ngày, vào buổi sáng, vào lúc bất tỉnh, vào lúc lên điện Phật, vào trong ăn uống, trong sinh hoạt, trong đời sống. Ngoài ra, thọ trì cái lời giáo huấn cảnh sách của Tổ Quy Sơ, đó là một vị bổn phận trách nhiệm của một vị Sa Di Ni đã thọ trì. Và là nền tảng để đưa Chân Linh đến với con đường cao hơn. Và thưa với Chân Linh, công đức xuất gia đã lớn, công đức thọ trì giới pháp lại càng lớn hơn nữa. Và Chân Linh tạo cái duyên như vậy, thiết nghị trong một đời, nhiều đời thương linh, Chân Linh sẽ đạt được cái ý nguyện của mình. Và Chân Linh hãy nhớ rằng, một người thọ trì giới pháp thì sẽ khiến cho thâu nhiếp vào hàng tâm bảo, sẽ khiến cho chư tăng hoan hỷ. Và người thọ trì giới pháp khiến cho chư tăng an vui. Và một người thọ trì giới pháp thì khiến cho người chưa tin vào nhân quả thì sẽ khởi lòng tin hơn, khiến cho người chưa tin vào tam bảo sẽ khởi lòng kính tin, và khiến cho người đã tin rồi á thì sẽ tăng trưởng cái lòng tin hơn nữa. Và một người thọ trì giới pháp sẽ điều phục kẻ khó điều phục, và người thọ trì giới pháp á sẽ biết hổ thẹn để được an vui. Người thọ trì giới pháp sẽ đoạn được các cái phiền não trong đời sống hàng ngày của mình, và người thọ trì giới pháp sẽ đoạn được cái lậu trong tương lai. Người thọ trì giới pháp phát tâm thọ trì, xuất gia tu tập thọ trì giới pháp sẽ khiến cho chánh pháp được cửu trụ. Đó là công đức của người trì giới. Mong Chân Linh hiểu rõ để làm cái hành trang trong một đời cho đến nhiều đời, để tạo cái duyên lành phát nguyện thượng cầu Phật đáo, đào hà hóa chúng sanh. Thưa với Chân Linh, ngoài việc thọ trì giới pháp Sa Di Ni thì
sau bước đến nữa, chân linh sẽ thọ giới sinh thức xoa cũng như tỳ kheo ni, nhưng duyên chưa hội đủ. Thì trong cái buổi này, thay mặt cho chư tôn thiện đức tăng, chư tôn thiện đức ni, chúng tôi sẽ nói về tam tụ tịnh giới để chân linh biết nẻo để thọ trì và kết cái duyên lành này. Vậy thì tam tụ tịnh giới là cái gì? Tam tụ tịnh giới có nghĩa là ba cái tụ, tam tụ thanh tịnh và tam tụ viên giới, gọi tắt là tam tụ giới, chỉ cho giới pháp của hàng Bồ Tát Đại Thừa, và tất cả chúng ta ai cũng có thể thọ trì được, còn gọi là thông giới. Trong tam tụ tịnh giới, Đức Phật phân chia ra rằng ba phần. Tụ thứ nhất đó là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới cũng gọi là tự tánh giới, nhất thiết Bồ Tát giới, chỉ cho muôn những sự ngăn các tất cả các điều ác, bao hàm mọi luật nghi, dứt bỏ tất cả những điều ác, là giới của bảy chúng thọ trì, kể cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa, sa di, sa di ni, Phật tử nam, Phật tử nữ đều có thể thọ trì được. Đó là nhiếp luật nghi giới. Còn nhiếp thiện pháp giới là tụ thứ hai, cũng gọi là nhiếp trì nhất thiết Bồ Tát Đạo, nghĩa là chúng ta tu tập tất cả pháp lành. Tụ thứ nhất chúng ta đoạn tất cả điều ác, tụ thứ hai chúng ta tu tập tất cả các pháp lành, tất cả công đức lành. Đây là tu thiện, là luật nghi mà Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo phải thực hành. Mong chân linh hiểu như vậy. Và tụ thứ ba tức là nhiêu ích nhiếp chúng sinh giới, cũng gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Tất cả chúng ta hướng đến mục đích là làm lợi ích, tu ngoài tu tập thiện lành có công đức và làm lợi ích đến tất cả chúng sanh. Đó là hạnh nguyện của hành Bồ Tát Đạo. Mong rằng chân linh hiểu rõ để rồi thọ trì tam tụ tịnh giới, kết cái duyên lành, trong đời sau phát nguyện rộng hơn, lớn hơn về con đường Phật Đạo. Ngày hôm nay Hương Linh thấy được sự vô thường của thế gian. Hơi thở đi, hơi thở vào là chúng ta kết thúc qua một đời. Khi tu tập làm người xuất gia học đạo, đặc biệt về cái lý vô thường, tất cả chúng ta ai cũng hiểu, và chúng ta không bám víu vào cái thân tứ đại này. Tất cả mọi người ở trong đây đều phải như vậy. Mong chân linh hiểu rõ như vậy. Dù địa vị có cao cỡ nào, dù chức quyền có cao cỡ nào, dầu người đó xinh đẹp thế nào, dầu người đó xấu xí thế nào, rồi cũng phải một lần ra đi, bỏ cái thân tứ đại này. Đức Phật dạy, thân của chúng ta được giả hợp từ đất, từ nước, từ gió, từ lửa để tạo nên hình hài. Khi sinh ra, thân của chúng ta được kết từ tinh cha huyết mẹ để rồi thọ bẩm cái thân này. Nhưng rồi con người vì vô minh, vì sự không sáng suốt, chấp vào thân của chúng ta sẽ sống mãi. Thân của chúng ta là trường tồn, và để rồi khi chúng ta đau đớn, vô thường đến, làm bệnh già bệnh đến, chúng ta vướng chấp vào cái đó không xả bỏ được. Vậy thì chân linh là một người xuất gia, hiểu rõ được cái luật vô thường, thì trong giờ phút này Hương Linh hãy buông bỏ cái thân ngũ uẩn ra và hướng tâm của mình về con đường Phật Đạo, về cái nguyện của mình lúc còn sinh tiền, để hướng vào cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc,
như lúc còn sinh tiền Chân Linh đã phát nguyện. Và điều chư tôn thiện đức ở đây, tất cả môn đồ pháp quyến cũng như thế quyến mong mỏi cho Hương Linh được trường thừa công đức vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là một cái mục đích duy nhất ngày hôm nay trong buổi lễ này. Pháp sự tịch điện đã diễn ra, và trong giờ phút này, những lời tâm tình của cá nhân thầy là người bạn đồng tu của ni chúng của chùa Hoa Nghiêm, và cũng là người bạn đồng tu trong tình Linh Sơn Pháp Lự đối với Chân Linh, tất cả chúng ta ai cũng có thể có một nguyện lực, ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng có khả năng giác ngộ, ai cũng có khả năng bước đi trên con đường giải thoát và giác ngộ. Và Chân Linh cũng vậy, có khi là sự thị hiện để rồi làm tất cả những công đức lành, có khi là sự thị hiện là tâm hành của Bồ Tát, nhưng thị hiện để hộ trì cho ni chúng tại chùa Hoa Nghiêm, đặc biệt là ni sư trụ trì. Cho nên đối với cá nhân của thầy, tôn kính Chân Linh là một bạn đồng tu không có ngoài tâm nguyện đó, và mong rằng Chân Linh hiểu được cái tâm tình như vậy để phát nguyện thủ trì tam tụ tịnh giới, hướng vọng về Tây Phương Cực Lạc, tôn kính hướng vọng về ngôi tam bảo cao quý, nguyện đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo, tu tập công đức lành để đạt được quả vị giải thoát và giác ngộ trong nhiều kiếp về sau. Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Chúng tôi có những lời chia sẻ cùng với Hương Linh một lần nữa, xin được phân ưu cùng với ni sư trụ trì, ni chúng chùa Hoa Nghiêm và các vị trong môn đồ pháp quyến, các vị trong gia môn hiếu quyến. Mong rằng một lần nữa, với lời tâm tình tha thiết, chúng ta phải biết trân quý những gì chúng ta đang có, và phải biết phát triển theo chiều hướng thiện lành để xứng đáng là một người con, người anh hoặc là người em của những vị xuất gia học đạo, là một vị tu sĩ, là một vị xuất trần thượng sĩ. Và điều mong muốn cuối cùng, chúng tôi mong rằng các vị trong thế quyến, chúng ta hãy phát tâm dõng mạnh để tu tập, để tránh những điều bất thiện, luôn hướng tới điều thiện. Một lần nữa xin thành kính phân ưu đến môn đồ pháp quyến cũng như thế quyến, cầu nguyện cho Chân Linh Sa Di Ni Thích Nữ Bảo Thuận cao đăng Phật quốc. Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đài đức pháp sư, kính bạch chư tôn đức tăng, kính bạch chư tôn thiện đức ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Đây chánh pháp là con thuyền tế độ, giữa biển đời đau khổ lắm chông gai, thầy về đây đem chánh pháp Như Lai, thắp đuốc tuệ bừng lên niềm giải thoát. Kính thưa hội chúng, vừa rồi đại đức pháp sư đã từ bi mẫn ban bố cho hội chúng cũng như thức tỉnh cho Chân Linh của Sa Di Ni pháp danh Bảo Thuận, để ngày mai là ngày tiễn đưa nhục thân của cố Sa Di Ni về nơi đài hỏa táng. Những lời pháp âm của ngài, chúng con xin thành kính đảnh lễ niệm ân tri ân và hướng nguyện tam bảo hủy từ gia hộ trên đại đức pháp sư, pháp thể khinh an, chánh y song vận, bi trí viên mãn. Ngài mãi là con thuyền thân lương để đưa chúng con và chúng sanh
đến bờ giác ngộ và giải thoát. Và tiếp theo trong chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Sư khởi thân để cử hành nghi thức thỉnh chơn linh hồi quy nơi chơn linh đường Nam Mô A Di Đà Phật. Thỉnh chơn linh hồi quy chơn linh đường Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tiền để bước vào buổi lễ thắp nến tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời ban âm thanh ánh sáng tắt hết đèn dùng con ạ. Đưa đèn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Cây có gốc mới trổ cành xanh lá. Nước có nguồn mới bùa khắp rạch sông. Làm người ai cũng có tổ có tông. Trước có ông bà cha mẹ, sau mới có ta. Nhà xin đại chúng hoan hỷ, chúng ta khoan thắp nến ạ, chưa bước vào chương trình mà. Dưới màn đêm tịch mịch, muôn triệu vì sao lấp lánh, hòa trong những trái tim với lòng thành kính, thắp lên những ngọn nến lung linh lan tỏa, xóa tan màn đêm tối. Giữa chốn ta bà đầy khổ đau này, Đức Phật thì hiện ra đời, mang đến ánh sáng trí tuệ, xua tan đi màn vô minh đen tối, thắp lên những tia hy vọng và xóa tan đi những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Tối hôm nay là một đêm cuối cùng, để ngày mai sẽ đưa tiễn kim quang của chân linh Sayini Bảo Thuần đến nơi đài hỏa táng Sa La Long Thần. Xin cho chúng con được hồi tưởng, nhớ đến thâm ơn cao cả to lớn của Sayini Bảo Thuần, đã một đời hy sinh thầm lặng, làm tròn trách nhiệm với gia đình con cháu, cho đến lúc phát tâm
xuất gia tu đạo, đã sống trọn vẹn cống hiến, hộ trì cho Tam Bảo từ lúc sơ khai ngôi chùa Hoa Nghiêm cho đến ngày hôm nay đã trang nghiêm phàm vũ. Đó là một ước nguyện của bà cô, và nay đã viên mãn tâm nguyện. Chương trình sẽ được tiếp tục với nghi thức truyền đăng. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Chủ nhìn ánh sáng nơi Tam Bảo, và sau đó thỉnh Ngài hoan hỷ truyền đăng đến Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời đại chúng đồng nâng những ngọn đóa sen đăng trên tay để chuẩn bị nhìn ánh sáng từ Đại Đức Pháp Chủ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Đức Pháp Chủ nhìn ánh sáng nơi Tam Bảo sẽ từ từ truyền xuống Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni, sẽ lần lượt truyền xuống cho quý Phật tử. Ngọn nến lung linh thật nhiều màu, tay truyền tay nhìn đẹp làm sao. Quang minh tỏ rạng nơi dương thế, soi sáng tâm con từ thuở nào. Kính bạch Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, giờ này chúng con nhìn thấy Chư Tôn Đức đang đón nhìn ánh sáng trí tuệ từ Đức Phật và đang truyền sang cho Chư Tôn Tịnh Đức như một biểu hiện của tăng đoàn hòa hợp chánh pháp rạng ngời. Hiện giờ Chư Tôn Tịnh Đức đang thảnh thơi bước đi và đem ánh sáng ấy truyền đến cho hàng Phật tử cùng môn nhân thế quyến. Từ ngọn nến trên tay của Chư Tôn Đức, quý Phật tử đang tuần tự đón nhận ánh sáng của tuệ tri soi chiếu vào dòng đời để phá tan màn vô minh si ám. Ngọn nến của hiểu biết chan trải về tất cả để cuộc sống tình người ngày một cảm thông hơn, hiểu và thương nhau hơn. Và từ ngọn nến được truyền đầu tiên ấy, chúng tôi thấy rằng quý vị đang từ tốn nhẹ nhàng mồi nến cho nhau. Ánh nến cứ tiếp tục truyền đi, vùng sáng đang dần dần lan tỏa. Đêm nay mỗi một ngọn nến lung linh là một tấm lòng, một lời cầu nguyện của những người con hiền cháu thảo, của pháp quyến thế quyến, những ân tình lắng đọng trong trái tim chúng ta dành cho Sajini Bảo Thuần. Mong sao Sajini Bảo Thuần nương nơi công đức này nhẹ nhàng tiêu dao về nơi miền Phật quốc. Hình hài con khi còn là hạt bụi, lớn lên dần qua tình mẹ bao dung. Ai trong mỗi chúng ta có mặt trong cuộc đời này đều hạnh phúc vô cùng vì có cha có mẹ. Ta mang trong ta hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành. Cha cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin để ta vững bước vào cuộc đời. Dù bao chông gai thử thách, mẹ vun đắp cho ta trái tim từ ái, tình thương để biết thương yêu và tha thứ, để đồng cảm với cuộc đời. Cha cho ta dòng nhiệt huyết nồng nàn, ý chí hiên ngang để tiến thẳng về phía trước. Mẹ cho ta dòng sữa thơm ngọt mát, con tim yêu thương để sớt chia nghĩa cử với tha nhân, lo lắng cho ta từ manh áo chén cơm, sẵn sàng vượt núi trèo non bất chấp mọi hiểm nguy gian nan.
để mang về cho con mình mọi điều con mong muốn. Người chỉ vui khi con bình yên vô sự, người an lòng khi thấy con cái hồn nhiên chảy nhảy vui cười. Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc, gọi mẹ ơi khi đói khát chán trường, lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt, được vỗ về, được âu yếm yêu thương. Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẵm nhường con bùi ngọt đắng cay phần mình. Quan tâm chăm sóc lo lắng cho con mọi điều, người có thể đi sớm về trưa, mua tạo bán tần một sương hai nắng. Dù có mòn hơi kiệt sức, song mẹ chỉ vui khi thấy ta vui. Khi ta lớn lên, mẹ lại cho con đến lớp, người cho con tiếp xúc với thầy với bạn, để con có thể học hỏi được điều hay lẽ phải của cuộc đời, trang bị cho con vốn hình trang vững chãi, thần nhân chi mị với đời. Qua 86 năm nơi cõi trần gian, Sajini Bảo Thuần đã viên mãn một kiếp người, với gần 20 năm xuất gia tu tập, làm nhiều phước thiện và hộ trì Tam Bảo. Những công đức đó của chân linh Sajini Bảo Thuần thật vô lượng vô biên. Bà cô là tấm gương cho hàng con cháu thế quyến ghi nhớ noi theo, giữ gìn đạo đức phẩm hạnh, làm lành trấn ác, sống hòa hợp yêu thương trân quý nhau hơn. Chúng ta cũng hướng về con đường Phật Pháp để tu học. Thế nên hôm nay đây, tại đạo tràng Chùa Hoa Nghiêm, tổ chức đêm thắp nến tri ân để tỏ lòng hiếu kính tưởng niệm đến chân linh Sajini Pháp Dân Bảo Thuần. Dù người đã rời xa chúng con, nhưng hình bóng của cô Bảo Thuần với nụ cười thân thương hiền hòa, giọng nói từ tốn thân thiện, vẫn mãi mãi in dấu trong lòng ni chúng Chùa Hoa Nghiêm và trong tất cả trái tim của tất cả mọi người. Nụ cười ấy, giọng nói ấy thật ấm áp, thật dịu hiền. Bần thần hương huệ thơm đêm, khói nhang vẹ nẹo đường lên niết bàn, chân nhang lấm láp tro tàn, xa xăm bóng mẹ trần gian thở nào. Cô Bảo Thuần như cánh hoa lê kết nên hạnh phúc sớm về đài sen. Từ lâu lòng con đợi chờ, vượt muôn sóng cả lên bờ liên hoa. Xin cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đạo tràng dành một phút lắng đọng tâm tư, từ nơi trái tim mình thổn thức hướng về tôn dung của cố Sajini Bảo Thuần, với một hoài niệm tưởng nhớ hình bóng, giọng nói, những cử chỉ thân thương của cô Bảo Thuần. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Và giờ phút này, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni và hội chúng trang nghiêm thân tình, từng bước chậm rãi nhiễu kim quan niệm Phật để hướng vọng cầu nguyện trợ tiến cho chân linh Cố Sư Di Ni Bảo Thuận nhẹ gót theo ấn hào quang của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về nơi đài sen tịnh độ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh đại chúng phân lập lượng ban và cung thỉnh trên Pháp Sư Đại Đức khởi xướng để đại chúng đồng niệm thánh hiệu Đức Phật A Di Đà và chúng ta nhiễu kim quang của chân linh Cố Sư Di Ni Pháp Chân Bảo Phật. Xin mời ban nghi lễ bưng khay lễ đi trước để dẫn đường. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Ni Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Phật này Nam Mô Tiếp. Đạo Sư A Di Đà Phật này Nam Mô Tiếp Dân Na. Đạo Sư A Di Đà Phật này Nam Mô Tiếp Dân Đạo Sư A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Tây Phương Tịnh Độ Trung. Phật Thối Bồ Tát Vi Bàn A Lự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đài Đức Pháp Chủ, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử thiền nam tín nữ. Đêm lung linh ngàn nến vàng dâng Phật, ngàn trái tim thổn thức như ta được về ta. Đêm nhớ về mẹ cha trong thế giới thiết tha, ngàn nến dâng lên cha mẹ, ngàn trái tim an hòa. Đêm thắp nến tri ân tại chùa Hoa Nghiêm, tượng niệm chân linh Sa Di Ni Bảo Thuần đã thập phần viên mãn, trong âm hưởng thân thoát trang nghiêm thấm tình đạo vị ấy, chúng con vô cùng cảm kích xúc động trước sự hiện diện chứng minh của chư tôn tịnh đức tăng ni. Bởi đó chính là nguồn động viên khích lệ tinh thần vô giá mà quý Ngài đã ban tặng cho chúng con. Và nhất là thời thuyết pháp của Đại Đức Pháp Sư là lời thức tỉnh cho chân linh của cố Sa Di Ni vọng mẫn theo ấn hào quang của Phật A Di Đà tiếp dẫn để vãng sanh về nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tuy lời thức tịnh ấy giản đơn bình dị, song lại thâm thúy chân thần, hùng lực bi mẫn. Hàng pháp quyến và thế quyến chúng con xin thành tâm vâng thọ y giáo phụng hành, và nguyện làm con hiếu thảo, tu nhân tích đức, bỏ ác làm thiện, sống theo lời Đức Phật dạy, hòa hợp tôn kính yêu thương, luôn tin sâu nhân quả tam bảo, sống trọn vẹn và thật ý nghĩa giữa kiếp nhân sinh này. Dẫu đã cố gắng rất nhiều và đã cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những điều vụng về thiếu sót. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính nguyện trên chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ niệm tình cho chúng con, để chúng con được viên tròn hiếu sự. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này đệ tử và chúng sanh đều trọn thánh Phật đạo. Ban chuông cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã để cung tiễn Đại Đức Pháp Sư và chư tôn đức hồi quy nơi khách đường để dùng thiền trà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta trở về nơi bàn nước để dùng nước giải lao, và xin mời đại chúng hoan hỷ vân tập đức chân linh tiền để đại đức cùng chư tôn đức chùa Minh Hiệp viếng tang lễ. Xin mời quý Phật tử chúng ta vân tập những đoá sen trước đài Quan Âm phía trước sân giúp cho quý cô. Quý Phật tử hoan hỷ vân tập những đoá sen đã được thắp nến đêm hôm nay vân tập ở trước đài Quan Âm A Di Đà Phật. Xin thông báo gia quyến, thế quyến, con cháu vân tập nơi kim quang để tiếp đón sự quang lâm chia buồn của đại đức trụ trì cùng chư tôn đức tăng chùa Minh Hiệp A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng chư tôn thiền đức ni, kính thưa toàn thể các vị trong môn đồ pháp quyến, cũng như kính thưa tất cả quý vị trong thế quyến của chân linh Cố Sa Di Ni Thích Nữ Bảo Thuận. Chúng tôi là những người tăng chúng ở tại chùa Minh Hiệp với tình Linh Sơn gắn bó. Khi được hay tin bà cô, tức là Cố Sa Di Ni Thích Nữ Bảo Thuận, là một người thân mẫu của ni sư trụ trì, cũng là một người xuất gia học đạo tại chùa Hoa Nghiêm, khi trút hơi thở cuối cùng, chúng tôi đến đây để đốt nén tâm hương thành kính tưởng niệm đến chân linh của bà cô. Cái danh từ thân thương mà ni chúng tại chùa Hoa Nghiêm thường gọi và gửi lời phân ưu đến ni sư trụ trì cùng ni chúng, gửi lời chia buồn đến các vị trong thế quyến. Và chúng tôi cầu nguyện Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ chân linh Sa Di Ni Thích Nữ Bảo Thuận trường thừa công đức lành, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và mong muốn rằng các vị trong thế quyến là những người còn ở lại, chúng ta đã mất đi một người mẹ hiền, dầu đã xuất gia nhưng người sanh thành ra chúng ta. Và phần còn lại, kính mong rằng những người con, những người cháu, trong hơi thở của các vị, trong dòng máu của các vị đều có hơi thở và dòng máu của người mẹ hiền của mình. Tất cả các vị, những người con còn lại, mang một cái ân nặng của mẹ mình, và chúng ta có hơi thở, dẫu chúng ta có mất đi người mẹ, người cha của mình, nhưng xin thưa các vị, dẫu mai này các vị có 100 tuổi, 90 tuổi, khi chúng ta còn trí nhớ thì ký ức về mẹ, về cha trong mỗi chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt. Và từ chỗ đó chúng ta biết trân quý tình huyết thống, tình anh em, tình cùng chung dòng tộc, để chúng ta biết yêu thương nhau, biết trân trọng nhau, biết quý mến nhau, biết nâng đỡ nhau. Đó là niềm vui mà người ra đi sẽ rất là thanh thản, rất là hoan hỷ. Vì vậy, các vị ngay lúc này mất đi người mẹ hiền thì chúng ta vĩnh viễn mất, không thể tìm lại được. Nhưng trách nhiệm của chúng ta muốn báo đáp ơn của mẹ mình, người đã sinh thành ra mình, đó là các vị phải sống thiện, sống lành. Đặc biệt anh em phải yêu thương nhau, dẫu mai này chúng ta có lớn như thế nào đi nữa, nhưng hãy nhớ rằng trong hơi thở của tất cả các vị người con đều có chung hơi thở của người mẹ của mình, có chung giọt mồ hôi của người mẹ của mình, có chung dòng máu và nước mắt ngậm đắng nuốt cay tần tạo để nuôi tất cả chúng mình đều khôn lớn trưởng thành. Chúng ta được làm cha, làm ông, làm bà, làm ông là chúng ta đã thọ cái ơn đó. Vì vậy, hãy yêu thương nhau, hãy chan hòa bằng cái tình thương chân thật, bằng tình huyết thống. Điều đó các vị đền đáp ơn của mẹ, của cha của mình. Một lần nữa gửi lời chia buồn đến các vị phần ưu đối với ni chúng chùa Hoa Nghiêm. Cầu nguyện Đức Phật A Di Đà phóng quang tế
tiếp độ chân linh vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Tát Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức trú trì chùa Minh Hiệp, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng con kính nghe rằng cổ thụ là bóng mẹ cha, cây non là cả vườn hoa tuổi hồng, cha là núi, mẹ là sông, con nay hiếu thảo nhớ công sinh thành. Kính bạch quý ngài, cố Sa Di Ni pháp danh Bảo Thuận hiện hữu trên cõi đời này với 86 năm và gần 20 năm xuất gia tu tập nơi ngôi Tam Bảo Hoa Nghiêm. Cố Sa Di Ni hiện thời khi còn sống luôn là một người hiền hòa, tất cả ni chúng Hoa Nghiêm đều thương quý và luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu những điều mà bà cô chia sẻ với chúng con. Và trên ân sư của chúng con, nhờ đó mà chúng con được nương tựa trên ân sư, cũng như nương tựa nơi sự hộ trì, phát tâm hộ trì Tam Bảo của bà cô. Phát nguyện để từ lúc khai sơn ngôi già Lam Hoa Nghiêm cho đến hôm nay đã trở nên một ngôi phàm vũ, thì tâm nguyện ấy cũng đã viên tròn. Bà cô như một hóa thân hiện hữu để hộ trì cho ngôi Tam Bảo, và ngày nay hạnh nguyện đó đã viên tròn. Và cuộc đời của bà cô cũng đã viên mãn một kiếp làm người. Trong những ngày cuối đời, bà cô minh mẫn nhất tâm niệm Phật và theo sự tiếp đón, tiếp nhận của ánh hào quang của chư Phật tiếp dẫn, bà cô đã nhẹ nhàng về nơi cận Phật. Trước ân tình của chư tôn thiền đức trên ân sư chúng con cũng như ni chúng tại bổn từ chùa Hoa Nghiêm và toàn thể tăng gia thế quyến, xin thành kính đảnh lễ niệm ân tri ân quý ngài với lòng bi mẫn đã thương tưởng đến chúng con trở về nơi bổn từ Hoa Nghiêm để phúng viếng chia buồn, dâng hương tưởng niệm cũng như đồng hành với chúng con trong việc tổ chức tang lễ. Chúng con xin thành kính đảnh lễ niệm ân tri ân quý ngài và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, thủy từ gia hộ chư tôn đức, tứ đại an hòa, hạnh nguyện viên tròn, Phật sự thần tổ bến đỗ tâm linh để cho chúng con và chúng sanh tìm về nương tựa tu tập trên con đường hướng về giải thoát và giác ngộ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh trên đại đức trú trì chư tôn đức tăng dâng hương tưởng niệm chân linh của Sa Di Ni pháp danh Bảo Thuận, và sau đó cung thỉnh chư tôn đức hoan hỷ nhiều quần kim quang. Môn đồ pháp quyến thế quyến chúng ta hoan hỷ dời sang nét vào hai bên để chư tôn đức tăng hữu nhiễu kim quang A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên đại đức trú trì cùng chư tôn
đức tăng tại chùa Minh Hiệp. Thể theo di nguyện của cố Sa Di Ni, vào ngày mai trước lúc tiễn đưa nhục thân trở về nơi đài hỏa táng của Sa La Viên Long Thần, cung thỉnh quý ngài hoan hỷ dành chút thời gian trở về nơi bộ từ chùa Hoa Nghiêm để hộ niệm cũng như chứng minh cho buổi lễ cúng dường trai tăng, để thực hiện theo di nguyện của cố Sa Di Ni, để cho chúng con được trọn phần hiếu sự. Chúng con một lần nữa xin đảnh lễ niệm ân tri ân quý ngài. Ban chung cổ cử chuông trống bát nhà để cung tiễn chư tôn đức hồi quy nơi khách đường dùng thiền trà. Nam mô A Di Đà Phật.